Mới đây, đội bóng đang đứng top đầu của Ả Rập Saudi là Al Nassr vừa có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Al Ittihad ở vòng 25 Saudi Pro League và huyền thoại người Bồ Đào Nha Ronaldo lại một lần nữa tỏa sáng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đóng góp tới 3 bàn thắng và tất cả đều trong hiệp thi đấu thứ hai. Bàn thắng đầu tiên thể hiện sự nhạy bén của cựu tiền đạo Man United, dù cầu thủ này đã 39 tuổi. Ở bàn thắng đầu tiên của đầu tàu bên phía đội chủ nhà, nhận thấy Mane gặp khó ở đáy biên bên phải, Ronaldo di chuyển cực nhanh để chiếm lĩnh khoảng trống. Siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định đá nối luôn khi thấy tầm bóng bay đẹp. Chính quyết định này của số 7 của Al Nassr khiến cho thủ môn của Al Ittihad bất ngờ nên dù bóng bay vào góc gần nhưng thủ thành này cũng không thể cản phá. Trong khi đó, hai bàn thắng tiếp theo đều là những pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. Với cú hat-trick lập được trong trận đấu này, Ronaldo nâng tổng số bàn thắng tại Saudi Pro League 2023-2024 lên con số 26, qua đó xây chắc ngôi vị vô phá lưới. Hiện tại, Ronaldo đã bỏ cách 4 bàn so với người xếp thứ hai là Mitrovic, chân sút của đội bóng đầu bảng Al Hilal. Tiền đạo người Serbia vừa dính chấn thương và phải nghỉ 1 tháng, nên cơ hội của huyền thoại người Bồ Đào Nha là vô cùng lớn trên con đường giành lấy vô phá lưới của giải đấu. Đây cũng là lần thứ 64 siêu sao người Bồ Đào Nha lập được hat-trick trong sự nghiệp và là lần thứ 4 lập hat-trick cho Al Nassr. Cú hat-trick này đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 882 ở tất cả các giải đấu. Đây cũng là hat-trick đầu tiên trong năm 2024 của siêu sao người Bồ Đào Nha. Bản thân của Ronaldo cũng xác nhận đây là hat-trick đầu tiên trên sân nhà của Al Nassr. Tiền đạo số 1 của bóng đá thế giới đương đại cảm thấy vui khi cuối cùng cũng đã làm được điều đó. Đây là hat-trick đầu tiên của tôi trên sân nhà. Đây giống như là lời cảm ơn gửi tới các cổ động viên đã trung thành và cổ vũ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có được 3 bàn thắng ngày hôm nay. Ngoài ra, đây là năm thứ 15 liên tiếp Ronaldo có ít nhất một hat-trick trên một năm. Đây quả thật là con số đáng kinh ngạc với bất kỳ cầu thủ nào. Ngoài ra, cựu sao MU hoàn tất cú hat-trick 64 trong sự nghiệp, con số nhiều nhất trong số những cầu thủ còn đang thi đấu, bỏ xa người xếp thứ hai là Lionel Messi với 57 hat-trick. Đủ để cho thấy anh vẫn đang sung sức ra sao trong việc thi đấu bóng đá đỉnh cao của mình ở phương trời châu Á. Vậy liệu trong tương lai có ai phá được kỷ lục hat-trick của Ronaldo hay không? Trước khi trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta hãy nói về sự vĩ đại và sự bền bỉ của số 7 trong quá trình tiến đến những kỷ lục hoàn hảo đó của anh. Tôi nghĩ Ronaldo cần phải nhận ra rằng đôi khi anh ấy sẽ ra sân trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha, đôi khi anh ấy sẽ là một cầu thủ dự bị, và đó chính là những gì mà anh ấy sẽ phải chung sống. Thật thú vị vì chỉ nghĩ đến việc chỉ trích Ronaldo 2 hoặc 3 năm trước sẽ bị coi là hoàn toàn ngớ ngẩn ở Bồ Đào Nha. Chuyên gia bóng đá Andy Brassel bày tỏ về việc Ronaldo không còn là cầu thủ quan trọng của đội hình Bồ Đào Nha khi đã bước sang tuổi 39. Nhưng nhà báo này cũng đã phải nhanh chóng ngậm miệng bởi chính màn trình diễn của CR7 trước đối thủ vừa qua bằng một hat-trick thực sự kinh điển. Đây là trận đấu mà Ronaldo chơi trọn 90 phút, đủ để cho thấy anh vẫn còn vô cùng sung mãn ở thời điểm hiện tại, khi mà Euro 2024 trên đất Đức đã cận kề với nhiều đội tuyển châu Âu. Rõ ràng, Ronaldo vẫn đang chiến đấu cực kỳ bền bỉ ở thời điểm này, vì anh vẫn được coi là đầu tàu của Bồ Đào Nha trên hành trình tìm kiếm ngôi vương ở Euro tới. Không những vậy, anh cũng là đầu tàu của Al Nassr trên cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Dù không có nhiều hy vọng, nhưng rõ ràng đội bóng áo vàng sẽ không bỏ cuộc ở thời điểm hiện tại. Nhất là khi họ đang sở hữu một ngôi sao hàng đầu trong lịch sử bóng đá nhân loại. Một người luôn chiến đấu vì mục tiêu cuối cùng là đứng trên đỉnh cao. Thật khó để Ronaldo cũng như các đồng đội từ bỏ cơ hội dù là phần trăm nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy hãy quay trở lại cho việc trả lời câu hỏi xem ai có đủ khả năng phá vỡ kỷ lục hat-trick của Ronaldo thời điểm hiện tại nhé. Đầu tiên hãy đến với Mbappé. Đây có lẽ là cái tên có thể đến gần với việc so sánh danh hiệu hat-trick của chân sút người Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại. Chính bản thân Mbappé cũng đã phá được kỷ lục của Ronaldo ở thời điểm trước. Quay trở lại giai đoạn cuối năm ngoái, Mbappé đã trải qua chuỗi trận liên tiếp bất bại trong 4 trận với Paris Saint-Germain trên các mặt trận. Đã ghi cả hai bàn thắng rất đẹp trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Pháp trước đội chủ nhà Hà Lan tại Amsterdam ở trận đấu vòng loại UEFA Euro 2024. Với cú đúp kể trên, chân sút 24 tuổi đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ tư trong danh sách dội bom của đội tuyển Pháp, nhiều hơn huyền thoại Platini một bàn. Kylian Mbappé đã đạt tổng cộng 42 bàn thắng quốc tế ở tuổi 24 trong trận đấu 72 của mình. Đáng chú ý, Lionel Messi đạt cột mốc này khi anh 27 tuổi và trong trận đấu thứ 89 cho đội tuyển Argentina. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 42 cho Bồ Đào Nha khi anh 28 tuổi và trong trận đấu thứ 106. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Mbappé không phải là cầu thủ trẻ nhất hoặc là nhanh nhất đạt được thành tích này trong lịch sử bóng đá thế giới. Đồng đội cũ của anh ở Paris Saint-Germain, Neymar đã ghi 42 bàn thắng trên các đấu trường quốc tế cho Brazil khi mới 22 tuổi và trong trận đấu thứ 59. Với cú đúp của mình trước Hà Lan,
Mbappe hiện chỉ kém sau Oliver Giroud 54 bàn, Thierry Henry 51 bàn và Anthony Griezmann 44 bàn trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, không chỉ anh đã trở lại thói quen phá lưới đối phương, với hai bàn thắng ở phút thứ 7 và phút thứ 53 mà Mbappe còn giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trong vai trò đội trưởng của đội tuyển Pháp. Mbappe đang rất cố gắng để khắc sâu tên mình trong danh sách kỷ lục ngày càng dài của anh và điều quan trọng là chân sút người Pháp vẫn còn rất trẻ để thực hiện những ước mơ của mình. So với hai đàn anh là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, đã giành được tổng cộng 81 kỷ lục Guinness thế giới, tiền đạo trẻ người Pháp cùng Neymar, Lewandowski vẫn còn kém xa khi mới chỉ có tổng cộng 19 danh hiệu. Theo đó, Messi đã đoạt 41 kỷ lục Guinness thế giới hơn Ronaldo một lần. Tiền đạo huyền thoại người Ba Lan Robert Lewandowski đứng thứ 3 trong bảng kỷ lục thế giới với 9 danh hiệu. Mbappe đứng thứ 4 với 6 danh hiệu, nhiều hơn đồng đội cũ Neymar ở Paris Saint-Germain 2 danh hiệu. Và cuối cùng, có lẽ là Haaland. Chân sút đang thuộc biên chế của Man City thời điểm hiện tại. Là một trong những chân sút đáng sợ nhất hiện nay, Haaland 23 tuổi luôn là nỗi lo của các hậu vệ khi có bóng tấn công. Chủ yếu sử dụng chân trái, anh giờ đây đang cố gắng sử dụng chân phải yếu hơn và cải thiện rõ rệt khả năng khống chiến. Haaland chinh phục những kỷ lục của Ronaldo chỉ là vấn đề về thời gian. Trong cuộc trò chuyện với chuyên gia TV2, Siemens Tamsomoller và Jesper Mathiesen, Haaland nói về việc cải thiện khả năng đánh đầu của mình nhờ học hỏi từ Ronaldo. Tôi luôn nhớ những gì mà Cristiano Ronaldo trình diễn sau khi xem anh ấy chơi bóng. Các động tác của Ronaldo trong vòng cấm thường được thực hiện 2 hoặc 3 lần trước khi tấn công vào không gian mà anh ấy muốn đến. Ronaldo có bóng giống như một võ sĩ trong cuộc đấu tay đôi với các trung vệ. Tôi học hỏi anh ấy nhiều về việc đánh đầu đúng thời điểm là rất quan trọng. Dĩ nhiên là các đường chuyền đến phải chính xác. Vì nếu như chúng tôi không nhận được một đường bóng tốt, không ai có thể ghi bàn bằng đầu. Haaland chia sẻ thêm về tấm gương Ronaldo. Cách anh ấy di chuyển, phối hợp với đồng đội và ghi bàn đã mang một thương hiệu riêng. Ronaldo đã góp phần phát triển cuộc chơi bóng đá nhờ những kỹ năng siêu việt của mình. Erling Haaland và Ronaldo đã tỏa sáng trong năm 2023 khi đã cùng ghi hơn 40 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, Ronaldo 38 tuổi vẫn tỏa sáng như thường. Anh đã ghi được 46 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, bao gồm 36 bàn cho Al Nassr. Tổng số bàn thắng của Ronaldo tính cả bàn mở tỷ số trong trận đấu vòng loại UEFA Euro 2024 của Bồ Đào Nha ở trận thắng Liechtenstein 2-0 vào sáng ngày 17 tháng 11. Mới 23 tuổi, Haaland đang tìm cách phá kỷ lục 140 bàn của Ronaldo ở Cúp châu Âu. Tiền đạo người Na Uy cần 102 bàn để vượt qua Ronaldo, mà với tốc độ hiện tại, anh sẽ phải thi đấu thêm 89 trận nữa. Còn một chặng đường dài phía trước, nhưng Haaland đang trên đường đi. Và với Mbappe cũng vậy, con đường sánh ngang hat-trick của Ronaldo cũng đang được chân sút người Pháp này săn tiền. Cùng chờ xem liệu hai cái tên trên có làm được điều này không nhé.